Vật tư nông nghiệp Thùy Nhung xin gửi lời chào đến kênh các chị cùng toàn thể các bạn. Hôm nay thì Nhung sẽ giới thiệu mẫu E300 chậu nhựa trồng cây giá rẻ nhé. Bây giờ thì Nhung xin đi chi tiết luôn. Cái mẫu chậu E300 là có đường kính bao nhiêu, rộng bao nhiêu và cao như thế nào và giá thành của nó nữa nhé. Chậu rộng khổ bì là 25, lọt lòng là 22 và cái chiều cao là 23. Mẫu chậu là thoát nước rất là thông thoáng này. Chậu có cái chiều cao tương đối là tốt nên là cái chứa được cái lượng giá thể rất là nhiều. Các nhà vườn miền Bắc thì hay thường dùng cái chậu E300 để trồng hoa giấy, hoa hồng, nguyệt quế, hoa trà, dạ yến thảo hay đồng tiền. Cũng có rất nhiều nhà đã dùng cái chậu E300 này để dùng để trồng rau sạch như là su hào, củ cải đường, rau cải, rau muống. Trên hình là một cây nguyệt quế phát triển khá tốt ở trong cái chậu E300 này các anh các chị nhé. Cây đã cho chiều khoa cao khoảng là 70 cm và rất là sum, dày lá và lá rất phát triển rất là xanh tốt. Đang cho hoa lụ này. Đấy. Đang cho rất là nhiều lụ hoa nhé. Chậu E300 thì được làm từ chất liệu nhựa PP nguyên chất nên là rất là dẻo dai. Chậu rất là bền nhé, chịu được cái thời tiết nắng nóng gay gắt. Với cái mẫu chậu này thì bên vật tư nông nghiệp Thùy Nhung đang xuất ra là 9.000 đồng, bao ship toàn quốc từ 30 chậu cho các anh, các chị cùng toàn thể các bạn nhé. Ai yêu thích cái sản phẩm này thì có thể liên hệ qua số điện thoại có kèm Zalo ở bên shop em là 0915882513. Rất mong được sự ủng hộ của các anh, các chị cùng toàn thể các bạn bằng cách đăng ký kênh, nhấn nút like, chia sẻ và giới thiệu bạn bè để cho vật tư nông nghiệp Thùy Nhung ngày càng phát triển hơn nữa nhé. Xin chào tất cả mọi người và hẹn gặp lại mọi người ở những video ngắn lần sau ạ.